Phạm Văn Long. Đó sẽ là một cú sút. Đấu thứ 5 kết thúc và Hải Phòng đã củng cố vị trí dẫn đầu của họ bằng thắng lợi 3-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn. Tân Hoàng Xuân rất dễ dàng có thể nhận ra được sự xuất hiện của trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Lee Chang Jin. Những người đang gặp chấn thương và không có mặt ở trận đấu này, đây là đỉnh xuất phát của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng lựa chọn cho SHB Đà Nẵng. Mặc dù vậy thì ở trận đấu này họ sẽ phải đối mặt với câu lạc bộ Hà Nội, cũng sẽ cố gắng để có được 3 điểm. Phi Hoàng. Quả tạt là khá hay. Như vậy là đã có bàn thắng cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Bàn thắng của Đình Duy. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà ở ngay phút thi đấu thứ 6. Đó là một tình huống mà thủ môn Văn Công đã lựa chọn điểm rơi thiếu chuẩn xác. Và sau đó thì Đình Duy đã nhanh chân đưa bóng vào lưới trống để mang về bàn thắng mở điểm cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã vươn lên dẫn trước vào thời điểm này rất sớm, ngay ở phút thứ 6 của hiệp 1. Cổ động viên của SHB Đà Nẵng. Vừa rồi là bàn thắng đầu tiên của Phạm Đình Duy ở V-League mùa này. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Phi Hoàng. Và đúng là thủ môn Văn Công đã lựa chọn điểm rơi thiếu chính xác. Nó như một món quà dành cho Đình Duy ở phía sau. Tỷ số là 1-0 và nó sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Hà Nội cần phải thắng nếu muốn cân bằng điểm số với đội đầu bảng, và lúc này là câu lạc bộ Hải Phòng xé lẻ bởi những chấn thương. Và xử lý khá hay. Hai cầu thủ Hà Nội cùng theo bóng. Đó là Văn Quyết và Siladi. Văn Quyết, Siladi. Không có ai có thể tiếp cận được trái bóng ở phía trong. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp này. Hai nhịp. Và Lương Duy Cường là người đã kịp thời giải tỏa Osaguna và dẫn tới cơ hội phản công cho Đà Nẵng. Đường chuyền của Phạm Văn Long rất tốt. Osaguna. Trọng tài xua tay. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho rằng đó không phải là lỗi của Duy Mạnh. Và một chiếc thẻ phạt được rút ra dành cho lỗi phản ứng của cầu thủ SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Một pha bóng mà Osaguna cũng đã khôn ngoan để tạo thế cho mình và với nhiều người. Và chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống xoài người, cản phá của Duy Mạnh. Osaguna nhanh hơn nửa nhịp. Trọng tài đã xua tay. Và như vậy là người nhận thẻ vàng bởi lỗi phản ứng là Đặng Anh Tuấn chứ không phải là Nguyên Sa. Bây giờ chúng ta chờ xem là Osaguna liệu có thể tiếp tục thi đấu hay không. Hậu vệ của SHB Đà Nẵng cần phải rút kinh nghiệm trong tình huống vừa rồi. Tình huống ném biên nhanh của Văn Quyết. Văn Kiên qua người. Vẫn còn Văn Kiên. Chậm mất rồi. Cú sút. Điểm tĩnh và chuẩn xác nhất thì Vũ Minh Tuấn lại không thực hiện được điều đó. Pha qua người đầu tiên và xử lý của Văn Kiên là thực sự tốt. Nhưng mất nhiều thời gian và để cho cậu trôi qua. Bóng trôi tới đúng tầm của Vũ Minh Tuấn. Văn Long pha xử lý kỹ thuật hay. Cơ ơi! Rất bình tĩnh. Và sẽ không có quả đá phạt 11m. Có được sự tự tin và nhanh nhạy trong những pha xử lý của mình. Chính xác là như vậy. Đây là một pha bóng mà Duy Mạnh đã can thiệp áp sát đối với Đình Duy. Có chiều cao tốt, đặc biệt là các ngoại binh. Và Hà Nội thì không có được một tiền đạo để làm đối trọng. Nguyên Sa. Vẫn còn. Phạm Văn Long. Đó sẽ là một cú sút. Không, 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Thành quả xứng đáng dành cho họ. Chẳng có ai theo kèm với Phan Văn Long cả. Quá thoải mái để thực hiện một cú đá kỹ thuật. Ngay cả khán giả trên sân Hòa Xuân, khi trái bóng còn đang nằm trong chân của Nguyên Sa, thì cũng đã ồ lên khi họ nhận thấy rằng là Phan Văn Long đang có được một vị trí thuận lợi và chẳng có ai kèm.
Tỷ số là 2-0. Vô vàn khó khăn với câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết, Văn Kiên, cơ hội không vào. Một tình huống cao chân của Sirari. Trước đó thì trung vệ và thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng đã phối hợp không thực sự tốt với nhau. Đà Nẵng đang cố gắng để duy trì được cách biệt này khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Một quả vô cùng thuận lợi với họ để hướng tới thắng lợi đầu tiên. Trong suốt cả thời gian thi đấu của hiệp 1 thì Hà Nội đã không có được nhiều pha phối hợp đáng chú ý, và đây là cơ hội dành cho họ. Không được. Chưa thể có được tình huống dứt điểm của Đỗ Hùng Dũng. Cách hai bàn là một khoảng cách tương đối lớn. Nó đòi hỏi đội khách sẽ phải nỗ lực đột bật trong những phút của hiệp 2 này. Vẫn còn. Đó là tình huống ngả người móc bóng của Tuấn Hải. Trong ít phút đầu tiên của hiệp 2 thì Hà Nội đã có được hai cơ hội. Hà Nội cũng đã có được một cầu thủ có chiều cao tốt hơn. Phá bóng lỗi. Văn Quyết sút bóng. Đó là cả một sự thay đổi so với bộ mặt bế tắc toàn tập mà chúng ta đã thấy ở hiệp 1. Điều trị chấn thương. Chiều cao của Ivan Trích giúp cho anh đang tạo ra cơ hội trong đội. Và đây là một cơ hội như vậy. Văn Quyết không vào. Bóng được đưa vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Hà Nội. Đó là bàn thắng của đội trưởng Văn Quyết. Đưa Ivan Trích vào sân, giành thắng lợi trong những tình huống tranh chấp bóng bổng và mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Đầu tiên của Văn Quyết tại giải vô địch quốc gia mùa này. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà có rất đông các cầu thủ áo trắng có thể tận dụng cơ hội. Cú đá của Văn Quyết rất căng. Thanh Bình mặc dù đã đầy nỗ lực nhưng không thể ngăn chặn được bàn thua này. Hiệp đấu mà Hà Nội đang chơi khởi sắc hơn. Và đi bóng hay, cú sút chân trái vẫn chưa đủ khó để có thể đánh bại được Thanh Bình. Vừa rồi là pha xử lý của Tuấn Hải. Trái ngược với hình ảnh thiếu sinh khí của đội bóng áo trắng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Thêm một cơ hội nữa để có thể bàn thắng sang bằng tỷ số tới, nhưng nó lại trôi qua một cách đầy đáng tiếc với các cầu thủ của đội bóng thủ đô. Cú dứt điểm lên trời của Phạm Tuấn Hải. Mọi thứ đều có thể xảy ra vào lúc này. Đường chuyền đầy bất ngờ. Phạm Tuấn Hải đã có được một nhịp khống chế tương đối tốt. Minh Tâm. Vẫn đang là Minh Tâm. Chân trái. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của cầu thủ được tung vào sân thay người ở hiệp đấu thứ hai của đội chủ nhà. Tuấn Hải. Cú sút ngay của Sinadi. Bóng rất nguy hiểm. Trên sân thì một hậu vệ của SHB Đà Nẵng đang bị chuột rút. Rất khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Kone. Vẫn đang là Kone. Kone không vào. Bóng chạm vào cả hai con dọc khung thành của Hà Nội. Chậm rãi thực hiện những động tác kỹ thuật vượt qua Duy Mạnh và tung ra cú đá bằng chân trái. Bóng chạm vào cột dọc, chạm vào người thủ môn Văn Công và chạm nốt cột dọc còn lại. May mắn đứng về phía đội khách ở tình huống này. Ở đôi bên, SHB Đà Nẵng cố gắng duy trì để có được trận thắng đầu tiên. Chân trái không vào. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng đã mang lại cơ hội cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết thoát xuống và cú đá chân trái là không tồi.
Chỉ tiếc là trái bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn đối phương. Bóng ổn hướng về khu vực 16m50 của đối phương. Đã có pha va chạm nhưng không có một tiếng còi nào cả. Và cầu thủ của Đà Nẵng tiếp tục nằm sân. Đó là Lâm Anh Quang. Có lẽ là mọi thứ đã kết thúc rồi. Và SCB Đà Nẵng đã có được thắng lợi đầu tiên trong mùa giải mới. Vô cùng vất vả để duy trì được thành quả.